Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 12, nhằm ngày 27 tháng 11 năm Nhâm Dần, môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm cử hành nghi lễ nhập Kim Quang, Hòa Thượng Thích Thông Chánh, trụ trì chùa Phú Sơn, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, Tân Viên Tịch. Theo duy nguyện, tang lễ của Hòa Thượng Thích Thông Chánh không nhận phúng điếu, vòng hoa, liễn tàng. Hòa Thượng Thích Thông Chánh, Quý Đồng Chơn, hiệu Trí Viên, trụ trì chùa Phú Sơn, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, viên tịch vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 26 tháng 11 năm Nhâm Dần, tại chùa Phú Sơn, trụ thế 78 năm, 52 Hạ Lạp. Vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 27 tháng 11 năm Nhâm Dần, môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm cử hành nghi lễ nhập Kim Quang, Hòa Thượng Thích Thông Chánh. Buổi lễ có sự quang lâm trợ niệm của chư tôn giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni đến từ các tự viện, đông đảo đạo hữu Phật tử, đồng hộ niệm. Sau khi thực hiện nghi thức sái tịnh Kim Quang, môn đồ Pháp Quyến đã cung thỉnh nhục thân Hòa Thượng Tân Viên Tịch từ thiền thất đến Giác Linh Đường để nhập Kim Quang. Trước Giác Linh Đài, môn đồ đệ tử đã thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng và thọ tang trong niệm kính tiết vô bờ dành cho bậc ân sư khả kính. Theo di nguyện của Hòa Thượng để lại cho đệ tử chùa Phú Sơn, việc tổ chức tang lễ hướng đến thoát khỏi hình tướng thông thường, ban tổ chức tang lễ không nhận phúng điếu, vòng hoa, liễn tang. Quý tôn đức tăng ni đến viếng tang, thực hiện dâng hương, kinh hành và niệm Phật ba vòng. Ngày 23 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 1 tháng 12 năm Nhâm Dần, Tri Tôn Đức và Môn Đồ Pháp Quyến đã tác lễ phụng tống Kim Quang Hòa Thượng Thích Thông Chánh nhập tháp trong khuôn viên chùa Phú Sơn. Tại Giác Linh Đường, đại chúng đã được nghe tiểu sử ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố Hòa Thượng. Theo tiểu sử, Hòa Thượng họ Châu, Quý Ngọc Khóa, pháp danh Đồng Chơn, tự Thông Chánh, hiệu Trí Viên, sinh năm Ất Dậu 1945 tại làng Phú Quý, xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Năm 1966, khi Hòa Thượng vừa tròn 21 tuổi, Hòa Thượng đến chùa Phú Sơn đảnh lễ cố Hòa Thượng trụ trì Thích Hạnh Giải để xuất gia tu học. Năm 1968, Hòa Thượng thọ giới Sa Di tại chùa An Phú, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và thọ cụ túc giới năm 1970 tại giới đàn Vĩnh Gia, Đà Nẵng do cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Nghiên làm đường đầu. Từ năm 1970 đến năm 1975, Hòa Thượng đến cầu Pháp học đạo với cố Hòa Thượng Thích Từ Ý tại chùa Hòa An và cố Hòa Thượng Thích Thiện Duyên tại chùa Đạo Nguyên Tam Kỳ. Hòa Thượng đảm nhận trụ trì chùa Phú Sơn từ năm 1975 cho đến nay. Với pháp môn tịnh độ, làm đường lối tu tập xuyên suốt cả một đời tu hành và gần 20 năm cấm túc, không hạ sơn để dành thời gian chuyên sâu tu tập, hành trì hồng danh Đức Phật A-di-đà, Hòa Thượng an nhiên thị tịch vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 19 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 26 tháng 11 năm Nhâm Dần tại chùa Phú Sơn, huyện Núi Thành, trụ thế 78 năm, hạ lạp 52 năm. Sau khi dâng hương tưởng niệm, Hòa Thượng chứng minh tuyên pháp ngữ, phát ấn, phất trần. Chư Tôn Đức, Môn Đồ Pháp Quyến cùng Phật tử đã phụng tống Kim Quang Hòa Thượng nhập tháp trong khuôn viên chùa Phú Sơn.